những lúc khi mà anh đã biết đi nặng thành thục rồi, biết có thể chơi đá bóng được bằng nặng rồi, thì có những lúc những người bạn của anh giấu đôi nặng của anh đi chỗ khác và anh chỉ có một mình. Bây giờ làm thế nào đây? Và đấy cũng là một trong bài học trong cuộc sống của các em. Sẽ có những lúc các em vấp ngã và xung quanh các em chẳng có ai cả. Chẳng có ai để mình có thể bấu víu vào, để mình có thể đứng dậy tiếp tục đi. Thì lúc đấy chỉ một cách duy nhất, đó là tự bản thân mình phải đứng lên, phải tiếp tục chiến đấu với cuộc sống, phải tiếp tục vượt qua những thử thách của mình để thành công. Và anh Trần Lâm đã tập luyện rất nhiều lần trong tình huống như vậy. Anh nghĩ rằng nếu như bây giờ không có đôi nặng ở bên cạnh mình nữa thì mình sẽ làm cách nào đây? Dạ, và anh đã bắt đầu tập luyện. Anh tập luyện hết sức vất vả, bởi vì như các em biết, đôi chân của anh hầu như không hoạt động được, không thể làm gì được. Giống như hai cái, có nghĩa là một đôi chân nhưng mà rất là thừa thãi, nó chẳng giúp anh được gì cả. Thế nhưng anh quyết định bắt nó phải làm việc. Và phải làm như thế nào đấy để có thể đứng được lên, mặc dù rất khó khăn, mặc dù rất vất vả, mặc dù xung quanh mình chẳng có ai hết, mặc dù điều này quá sức tưởng tượng của mình trước đây. Nhưng anh biết rằng nếu như mình không thể tự mình đứng lên được thì sau này cuộc đời của mình sẽ còn vấp ngã rất nhiều lần nữa, và mình sẽ không thể vượt qua được những thử thách đó. Và anh đã tập luyện rất nhiều, và cho đến lúc kết quả và thành công đã mỉm cười với anh, khi anh có thể tự đứng lên được bằng đôi chân của chính mình.